caramel trước các anh chị. Thì 100 đường, 50 nước nấu thành caramel. Hai quả trứng nhé, hai quả trứng nguyên và một lòng. Rồi, mình cho thêm 50 sữa đặc này. Khuấy nhẹ sữa đặc với trứng nhé. Khuấy cho nó tan rồi. Dạ, khuấy cho nó tan rồi. Khuấy nhẹ thôi nhé. Không phải khuấy mạnh quá để nó xì vào cái này. Mình cho 70g rít vô. Kem béo. Tiếp theo mình cho sữa 150. Mình khuấy đều đều và chứ mình đừng có khuấy thật là mạnh quá. Mình khuấy mạnh quá nó sẽ nổi bọt nhiều. Mình nhấc này lên mình thấy nó gần tan rồi đó. Là được. Nó tan rồi. Mình làm như vậy để mình lọc lại những cái cọng như vậy nè. Đó. Cái bánh nó được mịn hơn. Mình làm chừng 2-3 lần. Và nó sẽ được lọc được hết. Đường xay nhé, làm bánh mình dùng đường xay. Một xíu thôi. Bánh tan trứng với đường nhé. Rồi mình cân vào đây 25g dầu.
Rồi, mình làm tới đây thôi. Rồi mình đi đánh lòng trắng. Rồi, chút tata luôn nhé. Một gam nó chỉ có như thế này thôi. Chứ mình đừng có cân. Một gam mình không thể là bằng cân được. Chứ nó đừng có đứng quá nó sẽ khô bánh. Bây giờ mình cho bột vào đây nhá. Mình rây bột vào từ từ để mình làm từ từ thôi nhá, mình đừng có làm một lúc. Bột nó sẽ bị gón cục đấy. Rồi, Kaka mình cho cuối cùng nha. Mình biết sao mà mình không có trộn bột liền với cái lúc hồi nãy mình trộn trứng không? Nó đến cái giai đoạn này này, nó cứng á, nên mình phải có cái này. Nên tới cái đoạn đó là mình ngừng lại, mình không trộn bột ngay, mình đánh trứng. Nhớ làm từng công đoạn như vậy nha. Nhưng cái này mà trộn mà để lâu quá rồi mình đi mình đánh trứng thì nó cũng sẽ bị chai bột. Đó. Cái này mình cho vào nè, một miếng thôi. Mình tiếp tục mình khuấy. Cho cao cao nó cứng lại. Dạ. Cái bánh này, cái bột này trộn này nó khó hơn là mình trộn bánh bông lan á. Dạ. Nên cái chỗ công đoạn này nó khó nhất nè. Mình cứ cho từ từ đâu. Còn để mình thấy mình quấy nó dẻo rồi thì mình sẽ cho cái này vô. Mình sẽ dùng bằng cái spatula này mình trộn. Mình không cần phải đảo cái kia nữa. Cái khay đựng nước ở dưới, ở nhà thì mình dùng khuôn gì cũng được đấy, sao nó chứa nước. Rồi bánh này á mình phải dùng khuôn đế liền nhá, chứ dùng khuôn nhôm hay gì á là tại vì hỗn hợp nó có nước nó sẽ bị chảy ra. Rồi bây giờ mình đổ hỗn hợp này vô. Mình cứ đổ từ từ thôi. Dạ không lẫn được ạ. Dạ. Nhẹ. Mình cứ làm đúng cái từng bước một đúng
cái gì em hướng dẫn á, nó sẽ ra thành phẩm. Con này 2 trứng. Dạ, một con này 2 trứng. Mình khuấy nha. Cái này nè, không có khuấy sát xuống đây, mình chỉ khuấy nước lửng ở trên này thôi. Vì ở dưới này là nó có hỗn hợp nước, mình khuấy nó sẽ bị lẫn lộn bột và nước nha. Khuấy nước lửng trên đây thôi. Mục đích khuấy để làm gì không? Dạ, cho tan bớt bột khí ạ. Tan bớt bột khí thì cái phần bánh với phần lăng nó sẽ bám vào với nhau, nó sẽ không bị tách ra. Cho nước sôi, mình sẽ nấu sẵn nước sôi trước nha. Mình cho vô, mình hấp cái thủy. Nướng không phải cách thủy.